Nhân xin chào các bạn. Hôm nay Nhân đắp bột, đắp một cục bột trên một móng nha các bạn. Nói chung là móng hôm nay Nhân làm không dài mà không ngắn, và mà lại là móng vuông nữa nha các bạn. Nhân chia sẻ cho bạn nào chuẩn bị học bột mà móng ngắn ngắn gì nè các bạn, mình đắp một cục thôi đó, mình chỉ lấy một cục bột thôi rồi mình đắp đó, mình đắp rồi xong xuôi mình cứ vuốt cho nó mịn thôi, rồi mình cứ kéo xuống, mình kéo hai bên cho nó đừng có tràn ra ngoài đó, cho nó vuông dứt đó. Rồi mình cắt một, chỉ một cục bột thôi nha các bạn. Nói chung là móng này cũng không dài gì mấy đâu, cũng vừa đắp một cục bột. Nếu mà dài quá thì đắp một cục không được đâu, mình phải đắp hai ba cục trở lên. Còn nói chung là cái ngón này là cũng ngắn cũng vừa, cho nên là mình chỉ đắp một cục bột thôi. Dân chỉ đắp một cục bột thôi nghe các bạn. Nói Dân cứ đắp rồi Dân vuốt thôi, vuốt hai bên cho nó đều, rồi mình cứ vuốt dập cho cái bột nó chắc, cho nó chắc, nó bám vô cái móng các bạn, các bạn cho nó bám chắc. Với phần trời nóng cho nên Dân đắp nhanh lắm, nếu mà mình đắp chậm thì cái bột nó sẽ cứng, rồi một lát nó cứng rồi xong xuôi nó thành một cục luôn, mình vuốt cực lắm, tốn thời gian nữa, mình phải vuốt xuống mặt xuống cho nó mịn nữa, cho nên là mình đắp nhanh tay, chỉ một cục bột thôi, mình kéo xuống nhanh, thật là nhanh đó, mình cứ vuốt cho nó mịn luôn. Mà móng vuông nữa các bạn. Cho nên là Dân đắp rất là nhanh, mà Dân vuốt cũng nhanh nữa. Nếu mà vuốt chậm một chút xíu thôi là nó sẽ cứng cục bột liền. Trời nóng lắm, bữa nay là trời rất là nóng, cho nên là một bột á nó mau cứng lắm, rất là cứng. Nó mình cứ vuốt đó, hai bên rồi mình tém lại, đừng cho nó chàng nghe các bạn, chàng một lát mình vuốt cực lắm. Một lát mình vuốt ship nó rất là cực. Mình đắp như vậy nè, thì một lát nữa mình vuốt cái ship á, nó rất là nhanh mà nó rất là dễ nữa, mà nó tiết kiệm thời gian cho mình nhiều lắm. Chắc mình nghĩ chắc thêm một cục bột ở phía trên này thiếu một chút xíu à. Dạ. Mình chỉ thêm một chút xíu, cái ngón cái này là cũng bự các bạn. Nó thì cứ bàn tay thứ hai thì mình, thì các bạn cứ đắp y chang bàn tay thứ nhất là mình đắp vậy đó. Đó, mình đắp xong một bàn rồi đó bạn, các bạn. Đó, cho nên là mình, tại vì mình quay như vậy thì cho nó nhanh một bàn tay thôi. Nếu mình quay hai bàn luôn thì các bạn sẽ coi xem và chát lắm. Đó, bắt đầu rồi. Dân vũa nè, dân vũa ship. Đó. Giờ phút nào Dân vũa ship ấy, Dân cũng lấy bàn tay trái của Dân ấy, Dân nắm chặt cái móng của khách lại, rồi Dân mới vũa ship. Rồi Dân vũa, Dân dùng cái ngón cái tay phải Dân á, Dân đè hai cái bên móng của khách á, hai cái bên khóe của móng của khách á, đè xuống đó, Dân đè xuống đặng dễ dũa chứ không gì hết trơn á, tại mình đặng cho Dân dễ dũa. Nếu mà mình dũa thẳng như vậy á thì mình dũa thẳng á thì nhiều khi á nó sẽ chảy máu của khách á, cho nên là Dân hay đè.
dân đè xuống, rồi dân cứ vũa thẳng thôi. Nên mà vũa như vậy thì rất là nhanh, tại vì lúc đầu dân ấp bột á là dân không có để tràn qua, tràn ra ngoài của hai bên hông của cái móng, cho nên là vũa rất là nhanh các bạn. Dân chỉ vũa sơ thôi, vũa sơ thôi các bạn, vũa tại vì cái móng nó cũng đã thẳng rồi. Đó, dân vũa sơ thôi. Đó, dân hay quen á, là vũa xong cái dân hay giở bàn tay lên là dân coi cái những cái móng đó thẳng chưa, có đều chưa. Đó, dân vũa cũng sắp xong rồi. Rồi dân chuẩn bị vũa ship nha. Lộn nữa, dân chuẩn bị vũa cái cortico của khách. Tại vì lúc mà dân đắp á là dân đắp chỉ một cục thôi, rồi dân không có đắp tràn ra ngoài trên cái cortico của khách và hai bên hông, là đừng bao giờ cho tràn. Thì lúc mình vũa thì nó rất là nhanh nữa, rất là nhanh, mà cùng mình cũng không có vũa trên mặt móng nhiều đó các bạn. Lúc này mình ngưng là lúc đó là tại vì khách á vô các bạn, cho nên mình phải hỏi khách, và khách vô làm full set với làm tay với làm chân, cho nên mình bảo là cô khách thôi ngồi chờ một chút xíu, cho nên là lúc này dân vũa nhanh, dân làm nhanh mới được. Nhờ mình đắp là đắp mình đó, cho nên đó bây giờ mình vũa nhanh lắm các bạn. Mình vũa chỉ ở trên sơ cái cortico thôi đó, rồi trên mặt móng mình sơ qua một nửa là một lần là xong rồi các bạn đó. Thì mình vũa cũng sắp xong rồi đó. Đó, bắt đầu mình buffer xong cái mình cho khách đi rửa tay thôi, rồi mình lên mình chuẩn bị vẽ fan nha các bạn. Hôm nay cô khách cô vẽ fan màu đen các bạn. Thì hồi nãy mình vẽ cũng xong cái bàn tay ở bên tay phải của cô khách rồi, bây giờ còn bàn tay của bên tay trái. Đó, thì vẽ fan màu đen nha các bạn. Nói chung á, tiệm chỗ mình á thì đa số làm fan không à các bạn. Fan white tip hay là black tip, nói chung là nó khác màu với nhau, mà chuyên gia làm cái color là tip thôi nha các bạn. Đa số là như vậy. Đó, mình vẽ fan đó các bạn, mình cứ dùng cây cọ like mình vẽ thôi, chứ mình không có dùng cây cọ fan nha các bạn. Dùng cây cọ fan thì mình, nếu mình sơn lên ngang nguyên một lần đen, nút sơn đen lên trên, là mà mình nó dùng acetone hay là alcohol gì cũng được. Mình fan ngang thì nó mất thời gian lắm, với phần nó lem cái nước sơn ở trên cái móng á, nhìn thấy nó không có đẹp. Không phải không đẹp mà lại vì mất thời gian lắm, lâu lắm các bạn. Thì tại vì mình làm cái này mình quen rồi, nhưng mà đối với các bạn khác á, vẽ cái fan á thì nó lại nhanh. Còn đối với mình bây giờ mình bỏ cái fan á, cái cọ fan á, cho nên bây giờ mình fan lại nó lâu lắm. Hồi xưa thì mình vẽ cọ fan không à, nhưng mà mình bỏ một thời gian mình không có vẽ cái cọ fan đó nữa, mà mình dùng cái cọ like này nè. Đó, bây giờ cô khách nào cô đồ vẽ trái tim các bạn, trái tim màu đen, mà trái tim mà nó cong cong ở trên cái móng nữa đó. Mình mà lại vẽ trái tim nó xấu nữa, mà lại đòi vẽ trái tim. Thôi kệ, vẽ đại đi. Biết sao giờ, khách kêu mình vẽ thì mình đời khách là giống kiểu như là thượng đế vậy á, cho nên là thôi cũng chiều khách, thôi vẽ luôn.
Cô kêu vẽ trái tim mà vẽ trên đầu móng, mà vẽ trái tim xíu xíu xéo nữa chứ. Cô kêu vẽ vậy đó các bạn. Thôi cũng tạm được. Thì cũng mình cũng vẽ làm hai bàn tay cũng xong rồi các bạn. Đó, bây giờ mình chỉ sơn thóp thôi. Sơn cái thóp lên cho nó bóng cái móng các bạn. Đó. Shiny, dần cái thớp shiny lên cho nó show cái nước sơn lên đó các bạn, cái màu nước sơn màu đen lên với cái màu pink nữa, màu hồng nữa cho nó sáng lên. Nói chung là mình làm cũng sắp xong rồi nghe các bạn, cần tranh thủ mới được, cần bắt khách mới được. Cái này là mình làm tốc hành luôn nha các bạn. Đó, chuẩn bị xong rồi nghe các bạn. Đó, bây giờ mình tha ôi ồ vô là xong rồi đó. Đó, sắp xong rồi nghe các bạn. Đó, dễ thương ghê luôn á. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn các bạn clip kế tiếp nha. Bye.